Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính ngày hôm nay mùng 7 tháng 6 của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 56 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Trường hợp phát hiện tổ chức cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tối ưu hóa quy trình thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua thương mại điện tử, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Về phía Bộ Công Thương, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 98/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước ngày 15 tháng 6. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường giám sát, quản lý các giao dịch trên môi trường trực tuyến, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc cung cấp thông tin, quản lý người dùng mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử.